Chào mừng trở lại với kênh 108 TV. Mời quý vị và các bạn cùng xem bản tin ngày hôm nay của chúng ta. Trong số những người hùng của công cuộc đánh giặc nội xâm, không thể không nhắc đến Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí. Nhờ có ông phê chuẩn các quy định khởi tố các nhân vật cộng cán mà việc trừng trị quan tham và nhóm lợi ích dưới sự lãnh đạo của Bác Trọng mới thành công được như thế này. Và đến hiện nay đã vào giai đoạn nước rút và chung kết và chuẩn bị tới lúc đập tan bộ máy đầu não, tóm cổ các tên cầm đầu. Phải ghi nhận cùng với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí thật đúng là người được chọn mặt gửi vàng và cặp đôi hoàn hảo rất được nhân dân tín nhiệm và trong đó có tôi. Vừa rồi ông Lê Minh Trí bị cư dân mạng xã hội chỉ trích vì nhiều phát ngôn của ông nói rằng việc nộp lại tiền bạc và tài sản tham nhũng thì sẽ không bị xử lý hình sự. Và điều này khiến cho dân tình vô cùng bức xúc vì họ cho rằng tội của tham nhũng không thể xử nhẹ như vậy và càng không thể tha bổng sau khi đã nộp tiền. Tham nhũng gây ra biết bao nhiêu tội ác. Để có thể thực hiện được hành vi tham nhũng, những kẻ có ý định tham nhũng đã dùng những mưu ma, trước quỹ, hại người, hại dân, hại nước, vân vân. Và hậu quả để lại vô cùng thảm khốc cho quốc gia và dân tộc. Chứ không thể chỉ nói là tiện tay lấy tiền, nay lại đem trả lại là hết tội. Cụ thể như việc tham nhũng trục lợi trong vụ án kit test xét nghiệm COVID-19 thì nó đã trực tiếp khiến cho dịch bệnh lây lan, dẫn đến y tế quá tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Dẫn đến số người chết vì COVID-19 lên đến mấy chục nghìn người. Tham nhũng và trục lợi ở đây đã gây ra hậu quả tàn tóc và đau thương cho nhân dân. Như vậy thì có phải là chỉ vì lòng tham hay cố tình giết người, cố tình tiêu diệt giống nòi? Vì vậy, phát ngôn của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hiểu đúng và đủ thì không phải nói về bầy đàn tham nhũng trong y tế và phòng chống dịch COVID-19. Ở góc độ cá nhân, tôi hoàn toàn đồng ý với chủ trương của các bác và các chú nhà ta trong trường hợp cụ thể đính danh theo nghĩa này. Nếu tiền của nhà nước để một đống ở đó mà mày tiện tay nắng lấy và mang về nhà, thì mày mang đến nộp trả sẽ được khoan hồng và không bắt đi tù. Nhưng việc làm của mày thì phải thông báo và công khai cho nhân dân biết. Mày không bị đi tù, nhưng người dân phải biết mày là thằng tham. Nếu không họ lại tưởng mày tốt. Việc công bố tên tuổi của mày là điều bắt buộc, nếu không nhân dân lại tưởng. Tao từ xưa tự nâng quan điểm lên để đánh bóng tên tuổi, rằng tao đang đánh nhau với cối xay gió, làm gì có tham nhũng đâu mà đánh. Có vài tên tham nhũng còn con mà cứ vẽ ra cho to, khoách trương lên cho lắm, phải lập ban bệ to đùng, phải chủ trương từ trên xuống dưới, đánh cả 10 năm dài đằng đẵng. Những gì tao nói ở trên là tham nhũng thực tế trong số tham nhũng bẩn. Tức là mày cũng tham nhũng, nhưng mày chẳng làm hại ai cả, mà mày chỉ nâng vống lên để biển thủ và mang về nhà. Chứ mày chẳng gây hậu quả chết người hay tàn phá quê hương đất nước. Thôi thì xem như mày chất dại, mày suy nghĩ nông cạn thì cho mày trục lỗi lầm và khắc phục hậu quả. Còn một khi mày trong một tập đoàn tham nhũng, tức là trong đường dây bộ máy, có thủ lĩnh, từng tá và tay chân, thì mày chỉ có chết. Khi có bộ máy, có tầng nấc và có sự chỉ huy lãnh đạo, thì chúng mày là âm mưu, là bài bản, là lực lượng đối kháng, tạo phản, phá hoại và hủy hoại đất nước. Chúng mày là giặc nội xâm, thì chúng mày phải bị tiêu diệt. Dù chúng mày có đem nộp lại tiền, thì chúng mày vẫn phải bị xử. Khoan nhượng đến hết nấc, thì chúng mày cũng phải chết để mà đền tội. Nhiều người đã chết vì chúng mày thì chúng mày không được sống. Như những gì tôi đã phân tích ở trên thì tôi hiểu ý của ông Trí rộng hơn phải là như vậy. Cho nên tôi vẫn tín nhiệm Viện trưởng Lê Minh Trí và mong sao đến giai đoạn này tôi sẽ được chứng kiến một người hùng. Khi ông đặt bút ký phê chuẩn lệnh khởi tố bắt giam từ Bộ Công an và chuyển sang những nhân vật được xem là thủ lĩnh của tham nhũng Việt Nam. Ông đã là người hùng trong suốt 90% giai đoạn trừng trị tham nhũng. Và giờ chỉ còn 10% là toàn thắng ắt về ta, thì hà cớ gì mà không tiếp tục làm người hùng và tướng hùng, hãy tiếp tục xứng đáng với sự tin tưởng của Bác Trọng và của nhân dân. Nếu tôi là ông Trí, tôi sẽ rất tự hào và vinh dự khi lập được chiến công và được chọn mặt gửi vàng. Tôi sẽ rất sung sướng và hạnh phúc khi được góp phần vào thành quả vinh quang như vậy. Tôi sẽ không chần chừ do dự, không suy nghĩ đắn đo, không quân tử tàu gì đây cả. Tôi sẽ đặt bút ký ngay quyết định phê chuẩn khởi tố. Bắt giam tống cổ tham nhũng chúa cùng hai đệ tử là cánh tay phải và cánh tay trái của y. Chúng ta cùng nhìn lại vụ án Việt Á từ đầu cho đến nay. Ngay khi những ca mắc COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, trên tinh thần chống dịch như chống giặc, yêu cầu về kit test xét nghiệm được đặt ra vô cùng cấp thiết. Trong bối cảnh đó, nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia với tên gọi nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm RT-PCR và Real-Time RT-PCR phát hiện chủng virus corona mới 2019-2019 nCoV với mã số là DTDLCN2920 nhằm nghiên cứu chế tạo kit test xét nghiệm COVID-19 đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Đây là đề tài khởi đầu với mục đích vô cùng tốt đẹp và nhận được sự quan tâm và kỳ vọng rất lớn của nhà nước và nhân dân.
lãnh đạo CDC tỉnh thành nào đã bị khởi tố vì liên quan đến Việt Á. Vào ngày 3 tháng 2 năm 2020, nhiệm vụ được Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ thời điểm đó là ông Trương Ngọc Anh phê duyệt với tổng kinh phí nghiên cứu gần 19 tỷ đồng và được công khai trên cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ. Theo đó, Học viện Quân y là đơn vị tổ chức và chủ trì nhiệm vụ. Và chủ nhiệm nhiệm vụ là Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Anh Sơn, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược, Học quân sự, Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng. Trong số 17 thành viên tham gia thực hiện, ngoài 13 thành viên của Học viện Quân y, công ty Việt Á có tới 4 người tham gia với tư cách là thành viên nghiên cứu chính, trong đó có cựu chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần công nghệ Việt Á là Phan Quốc Việt. Tiếp đó, sau khi hoàn thành giai đoạn nghiên cứu trong phòng thí nghiệm, quá trình kiểm định chất lượng bộ kit test xét nghiệm được thực hiện tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Và trên cơ sở kết quả kiểm định chất lượng này, thì vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, Hội đồng đánh giá nghiệm thu giai đoạn 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ họp và tại đây toàn bộ 8 trên 8 thành viên hội đồng nhất trí kiến nghị của Bộ Y tế xem xét cấp phép lưu hành. Và căn cứ kiến nghị của Hội đồng đánh giá nghiệm thu giai đoạn 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ, kết quả kiểm định độc lập của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Hội đồng tư vấn cấp số lưu hành sinh phẩm chẩn đoán in vitro sử dụng trong phòng xét nghiệm của Bộ Y tế đã họp vào ngày 3 tháng 3 năm 2020, xem xét và thống nhất đề nghị của Bộ Y tế cấp phép lưu hành cho bộ sinh phẩm xét nghiệm của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Đến ngày 4 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế đã cấp phép sử dụng tạm thời cho bộ sinh phẩm nói trên trong thời hạn là 6 tháng để sử dụng trong xét nghiệm sàng lọc. Trong khi đó, theo báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học cấp nhà nước vào ngày 29 tháng 10 năm 2021, ghi rõ sản phẩm khoa học đã được ứng dụng là kit test xét nghiệm RT-PCR phát hiện chủng 2019 nCoV, được ứng dụng từ tháng 3 năm 2020. Cơ quan ứng dụng là Học viện Quân y và các đơn vị xét nghiệm SARS-CoV-2 trên toàn quốc, hoàn toàn không có tên công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Và tương tự trong phần danh mục sản phẩm khoa học, dự kiến ứng dụng chuyển giao nếu có là bộ sinh phẩm RT-PCR sàng lọc chủng 2019 nCoV, với thời gian dự kiến ứng dụng là từ tháng 9 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022. Cũng chỉ ghi tên đơn vị dự kiến ứng dụng là Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân y. Thế nhưng đến ngày 4 tháng 12 năm 2020, Bộ Y tế ban hành quyết định số 5071 QĐ-BET cấp phép lưu hành 5 năm đối với bộ sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 với chủng loại Lipoary VA SARS-CoV-2 First RT-RPCR Kit của công ty cổ phần công nghệ Việt Á. Việc cấp phép này đã tạo cơ hội cho bộ sinh phẩm xét nghiệm được bán tới các bệnh viện và trung tâm kiểm soát bệnh tật các địa phương từ tháng 3 năm 2020 do chính công ty Việt Á thực hiện. Theo Bộ Công an cho biết, sau khi được cấp phép đăng ký lưu hành, Việt Á đã cấu kết và thông đồng với các lãnh đạo các địa phương, đơn vị y tế để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá của kit test xét nghiệm lên 45%, khoảng 470.000 đồng trên một kit. Và đây cũng là mức giá được nêu rõ trong công văn số 5583-BET-TBCT vào ngày 13 tháng 7 năm 2021 do ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế, thừa lệnh Bộ trưởng Bộ Y tế ký ban hành. Công văn này giới thiệu sản phẩm đến các địa phương và giới thiệu bộ kit test xét nghiệm Việt Á tại vị trí số 1. Với khả năng cung ứng 3 triệu kit test xét nghiệm trên một tháng, Việt Á bắt tay cung ứng đồng loạt kit test xét nghiệm cho các trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC và các cơ sở y tế khác của 62 trên 63 tỉnh, thành phố trên cả nước, mang về doanh thu khoảng gần 4.000 tỷ đồng. Và trong đó có 800 tỷ đồng dành riêng cho việc bôi trơn và lại quả cho hàng loạt lãnh đạo các sở y tế khác. Xử lý đúng người đúng tội, nhìn lại vụ án Việt Á có thể nhìn thấy rõ tinh thần sai phạm đến đâu xử lý đến đó không có ngoại lệ. Ngay từ cuối tháng 12 năm 2021, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng và tiêu cực đã thống nhất đưa vụ án xảy ra tại công ty Việt Á vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi và chỉ đạo. Tại cuộc họp vào ngày 5 tháng 4 năm 2022, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Bí thư nhận định Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện Quân y các nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020 và năm 2020 đến năm 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo, thiếu kiểm tra giám sát để một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt trong học viện và nhiều cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật nhà nước trong đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia, nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm COVID-19 và mua sắm vật tư y tế xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19. Những vi phạm nêu trên đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng và làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19,
gây bức xúc trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và học viện quân y, đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả và nguyên nhân vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Đảng ủy Học viện quân y các nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020 và từ năm 2020 đến năm 2025 bằng hình thức cảnh cáo và thi hành kỷ luật Trung tướng Đỗ Quyết, Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện quân y và Thiếu tướng Hoàng Văn Lương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Học viện quân y kiêm Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Học quân sự, Học viện quân y bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2015 đến năm 2020 và từ năm 2020 đến năm 2025. Trước đó, vào ngày 8 tháng 3 năm 2022, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng thông tin việc khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược Học quân sự Học viện quân y về tội tham ô tài sản quy định tại khoản 4, điều 353 và tội lợi dụng chức vụ và quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ luật hình sự, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Trưởng phòng Trang bị vật tư Học viện quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 4, điều 222 Bộ luật hình sự. Đối với trách nhiệm của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và khai trừ ra khỏi Đảng nhiều cán bộ cấp cục vụ của hai bộ này, và đồng thời đề nghị Bộ Chính trị xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 2016 đến năm 2021 và ông Trương Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016 đến năm 2021 và ông Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế. Và tiếp theo đó, trong cuộc họp vào ngày 4 tháng 6 năm 2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời đánh giá ông Trương Hồng Anh, ông Nguyễn Thanh Long đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng và pháp luật nhà nước, vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm, quy định trách nhiệm nêu gương và gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí lớn ngân sách nhà nước, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Y tế. Bản tin của chúng ta ngày hôm nay đã kết thúc. Xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi kênh. Chúc quý vị một ngày mới an lành.